Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây thì hồ chơi, cái này là uống cà phê mình đẹp quá. Tối ngồi relax. À, phong cách natural ha. Dạ, à, y như một cái lòng sông vậy đó các bạn. Ôi này có ra lá luôn hả? Này nó đang chưa ra thôi anh, nó đang nứt rễ giống như cây này nè. Nó đang nứt rễ, chừng nó sẽ ôm hết cái cây đó cây luôn. Gì em? Cây này là cây rù rì. Ồ hồ này mình không có xài lọc liếc gì hết ta. Rất là mềm mại, uống cà phê, thư giãn. Nhiệt độ nó đối với dòng đặc thù một chút xíu là dòng về cá lóc nữ hoàng, nó thuộc những dòng lóc lạnh. Khi mà mọi người mới mua cá về thì thường sẽ gặp những vấn đề là hay bị lên bệnh, lên nấm, lên thủy mi. Muốn ghép với con mái, nó muốn quấn với con mái nhưng mà con mái chịu hay không. Đó, như những con cá này là cá lóc bảy râu, màu nào màu vàng thì nó sẽ còn màu đỏ nữa, dòng đỏ nữa. Sao mày hay ra rẻ quá. Cá nó phình mang trợn mắt lên. Chỉ tầm 200 đến 300 nghìn thì các mình thì trải nghiệm được một cái con size nhỏ hơn, tầm size 10 xăng đi, 10 11 xăng. Vậy xanh thì cái hàng này là hàng nội địa thôi. Nhưng mà cái vẻ đẹp của nó thì không khác gì cái dòng nước ngoài, mà nó quấn nhau liên tục, đó. Nó đè nhau đó. Thì những cái tình trạng quan trọng là cái tình trạng của con cá. Rất là nhiều người bán hàng cá cặp nhưng quan trọng cái tình trạng con cá như thế nào, nó mới là quan trọng. Em nói tụi này nó là tính lãnh thổ cao á, thì ở ngoài tự nhiên tụi nó sẽ ghép cặp như thế nào ta? À, với cái bản tính săn mồi của con cá nó, từ nhiều khi nó phóng lên nó đớp. Hiện tại to nhất Việt Nam dòng chân châu Hoa Lư. Này dòng chân châu Hoa Lư, cặp này cũng xa sinh sản rồi. Đó, mà trước là quấn hết rồi. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong bên trong shop của Trắng Nam ha. Thì cái địa chỉ của Trắng Nam China Fish rất là dễ tìm. Các bạn tới số 34/2, đường số 23, khu phố Bình Phước, hiệp Bình Chánh, Thủ Đức là sẽ gặp ngay shop. Rất là, nói chung là trong hẻm nhưng mà đi rất là dễ, có một sạc duy nhất thôi. Ok em ơi, đây chúng ta vào tham quan. Đây thì hồ chơi, cái này là uống cà phê mình đẹp quá. Tối ngồi relax. Khuya tắt hết đèn á. Xong rồi ở này là hồ bãi hồ táo, em cây nhà trồng được, tức là có gì xài đó. Chứ không có chuyên, em thì không có chuyên bên thủy sinh hay là xét hồ. Thì cứ mình thấy sao hợp nhãn thì mình chơi thôi, một vài cá nhỏ anh chơi. Quá đẹp. Coi như là cái này là phong cách natural ha. Y như một cái lòng sông vậy đó các bạn. Đúng rồi. Rồi có cả gọi là bán cạn nữa, phối hợp vô bán cạn. Này nó còn ra lá ra rễ rất là nhiều như này. Ôi này có ra lá luôn hả? Này nó đang chưa ra thôi anh, nó đang nứt rễ giống như cây này nè. Nó đang nứt rễ, chừng nó sẽ ôm hết cái lòng cây đó cây luôn. Gì em? Cây này là cây rù rì. Rù rì á? Rù rì với lại cái cốc trắng mà bên bao top đang rất là thịnh á. Thì cái cây này rất là dễ sống, là cứ quăng vô đây là tự động tầm 10 ngày xong là nứt rễ hết ra. Nó sẽ ôm hết cái lòng cái đáy hồ á. Rất là đẹp, nó tự nhiên. Đó thì em mục tiêu em làm cái này để em ghép cá cặp á, thì nó cá nó sẽ dễ dàng, nó thích nghi hơn. À nó thấy mọi thứ nó tự nhiên, nó không bị stress đúng không? Đúng rồi anh. À nó dễ chịu hơn. Trong đó có hai cây, bên này một cây đang ra rễ nó quá trời nè. Cứ ngập nước là nó sẽ ra, đang ra rất là nhanh. Rất là hay luôn. Ủa hồ này mình không có xài lọc liếc gì hết ta? À hồ này em chơi thì em xài lọc vách thôi, bỏ vật liệu lọc, bỏ lọc vách thôi. Lọc tràn hả? Dạ lọc vách bên hông này nè. À lọc vách hông. Còn hồ đa là em không xài lọc. Em không xài lọc tại vì á cái bản chất mà khi mà anh ghép cặp anh nuôi sinh sản á là anh không xài lọc. Đó là cái những cái kinh nghiệm em rút là được. Như những cái hồ dưới đây, những hay hàng hồ bên kia em không có xài lọc. À đây là cái hồ chiêu ha, thủy sinh. Nó rất là đẹp luôn. Rất là mềm mại, uống cà phê, thư giãn. Ok, bây giờ mình vô cái nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cá lóc. Nhưng mà tìm hiểu về cá lóc á, về cách chăm sóc, về này về nọ thì hôm bữa bên Ali thì Ali cũng đã chia sẻ chúng ta một số ít rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ hỏi Trắng Nam thêm về cái cách chăm sóc cũng như là tìm hiểu thêm về cái dòng cá. Nhưng mà cái điều mà anh muốn tìm hiểu và cũng muốn giới thiệu với mọi người ha, thì nó tùy cái nhu cầu của khách hàng. Người ta sẽ tìm hiểu, thì anh muốn hỏi em là cái điểm mạnh nhất theo em của cái shop mình là cái gì so với những cái shop cá lóc khác. Nếu mà nói về điểm mạnh nhất của bên Trắng Nam, đó là về cái chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thứ ở đây là khi mà mọi người sử dụng dịch vụ bên Trắng Nam á, thì cái việc support phía sau nó khá là quan trọng. Tại vì những người mới chơi á là họ không có mua, khi mua cá về là họ không biết phải làm như thế nào, làm như thế kia. Thì cái việc mà khi mà Nam sử dụng dịch vụ bên Nam sẽ là hỗ trợ cho mọi người một cái quy trình từ khi mà mới bắt cá về tới lúc mà chăm cá, để làm sao mà để nuôi được một con cá đẹp mà an toàn. Đó, thì nó sẽ có một cái series mà Nam sẽ là chia sẻ đóng gói từng cái video, và có những cái vấn đề mà phát sinh thì mọi người cứ alo trực tiếp cho Nam hay là nhắn tin thì Nam sẽ là support 24/24, hầu đa là 24/24 luôn. Đó. Và cái thứ hai nữa là đó là chất lượng về cái chính sách hậu mãi, phúc lợi, bảo hành. Khi mọi người sử dụng dịch vụ bên Nam thì là
bảo hành cá tặng tay cho mọi người. Dù ở toàn quốc, ở đâu nhận cá thì mọi người có vấn đề gì mọi người check lại, báo Nam, Nam xử lý, bảo hành 100%. Rồi những chương trình khi mà sử dụng dịch vụ của Nam hàng tháng thì hàng tháng Nam đều có những chương trình quay thưởng cho khách hàng sử dụng dịch vụ. Thì mỗi phần quà đó nó sẽ có là thông báo từ đầu tháng là kỳ này mình chơi nó là dòng gì, mắc bò xanh hay mắc bò thái, thì một những phần quà đó là quà miễn phí, là tri ân miễn phí, thì mỗi người sẽ đều là có cơ hội nhận được ngẫu nhiên một cái phần quà đó. Đó là những cái chương trình phúc lợi hậu mãi phía sau. Đó là dân marketing làm á. Dân marketing làm cá. Ok em, không cái này á. Thật ra là shop nào cũng sẽ có một cái gọi là cái chính sách, cái chương trình như vậy để mà giới thiệu tới khách hàng thôi. Còn làm được hay không á thì lại là câu chuyện khác. Nhưng mà bản thân mình á thì tiếp xúc với Nam rồi trò chuyện hồi nãy giờ thì và nhìn cái cách làm việc của Nam á thì mình tin những cái về chính sách, về cái chữ support cũng như là cái trách nhiệm của mình đối với khách hàng thì mình tin là Trắng Nam sẽ làm tốt những cái điều đó. Nhưng mà những cái mà em vừa nói là những cái nó chung chung, những cái shop nào cũng sẽ trình bày với khách hàng vậy. Ý anh nói là bên em có cung cấp một cái sản phẩm nào đó mà những cái shop cắt tóc khác không có cung cấp. Dạ. Thì về cái điểm mạnh của bên Trắng Nam á thì về các cái sản phẩm, như nói về vấn đề về sản phẩm cá thì hầu đa trên thị trường là hầu đa là bán cá lẻ, thứ nhất là cá lóc, hầu đó, đa là khuynh hướng là sẽ nuôi solo là từng con như thế này. Thì cái việc của Nam thì là bạn cần một cái dòng cá đó, một cặp cá đó, size đó thì Nam sẽ xử lý cho bạn cái vấn đề đó trong vòng 5, 7 ngày, 10 ngày thì Nam sẽ mang cá tới cho bạn một cái cặp cá đó. Và cái công việc chính của Nam ở bên này thì hầu đa là ghép cặp cá cho các bạn khi mà các bạn muốn nuôi cặp. Và các bạn muốn nuôi sinh sản chẳng hạn, ở những cái dòng dễ thì muốn nuôi sinh sản thì Nam sẽ là những người ghép cặp cá đó cho bạn và mang cái cặp cá đó cho bạn. Đó. Có nghĩa là bình thường cá lóc á là mọi người thường chơi solo. Và những cái shop khác thì thường thường người ta cũng cung cấp những con cá solo, có nghĩa solo tức là nuôi một mình đó các bạn. Để chơi nó thôi. Nhưng mà bên shop mình á là một cái điểm nó tương đối là đặc biệt hơn, là mình có thể cung cấp những cái cặp cá cho khách. Nhưng mà tại sao là khách không tự ghép cặp được mà em mới ghép cặp được? Thì thứ nhất, để mà tại sao khách không ghép cặp, các bạn không ghép cặp thì nó sẽ có những lý do là về nhận biết trống mái. Để một cặp cá thì nó rất là khó. Có những người chơi đủ lâu và người ta để ý tinh ý thì người ta mới phân biệt được cá lóc trống mái nó khác nhau những cái gì. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà mọi người ghép cặp, đối với mọi người chưa có nhiều kiến thức và cái trải nghiệm kinh nghiệm á thì mọi người sẽ gặp những cái rủi ro, đó là cá lóc nó sẽ cắn nhau. Cho dù nó là trống mái, hình như cá lóc nó là một loài cá dữ đúng không? Cá săn mồi, nó là dòng săn mồi và cái tính lãnh thổ nó cực kỳ cao. Khi mà các bạn con thả một con mái vào hay là một con trống vào thì nó, cho dù con mái hay trống nó vẫn đuổi cắn nhau như thường, mà cắn thì rủi ro thậm chí là có thể là chết cá. Thì cái việc chết cá thì nó sẽ mất tiền của mình, thì rủi ro nó khá cao, nên thì mới tìm đến Nam sẽ là những người mà thay bạn chịu những cái rủi ro đó đó, và Nam sẽ là làm hết toàn bộ mọi cái cho các bạn. Khi mà con cá nó đã ổn định rồi mọi cái thì Nam mới giao cá để các bạn chơi đó. Còn về cái rủi ro tiếp theo á, khi mà mọi người mua cá, khi mà nuôi cá cặp này á, thì cái việc mà cá cặp này nó nuôi, khi nuôi mọi người sẽ gặp những cái vấn đề, đó là nhiệt độ nó, đối với dòng đặc thù một chút xíu là dòng về cá lóc nữ hoàng, nó thuộc những dòng lóc lạnh. Thì cái nhiệt độ lý tưởng nhất của nó là 24 đến 26 độ. Đó. Và khi mà mọi người mới mua cá về thường thường sẽ gặp những vấn đề là hay bị lên bệnh, lên nấm, lên thủy mi. Đó. Thì cái việc của Nam sẽ là dưỡng cho nó ổn định, khỏe mạnh hết thì Nam mới giao cho các bạn. Đó. Thì cái vấn đề mà mình ghép cặp á, ở giữa con cá đực, con cá trống với con cá mái, con cá nào dữ hơn ta? Dạ, cá mái dữ hơn anh. Cá mái dữ hơn. Cá mái dữ hơn. Còn về khuynh hướng khi nuôi solo á thì hai con nó đều như nhau, tương tác giống nhau hết, nhưng mà về bản tính hung dữ khi ghép cặp, con mái thường thường khuynh hướng nó sẽ hung hơn con trống. Tại con trống nó sẽ là muốn ghép với con mái, nó muốn quấn với con mái, nhưng mà con mái chịu hay không nó là do con mái. Con mái sẽ quay ra nó cắn con trống rất là nhiều, thường thường con trống nó sẽ tơi tả. Anh thấy con nào con mái nó cũng dữ hơn con trống. Con người mình đúng rồi. Đụng chuyện con mái nó dữ lắm à. Còn giống như là về cái điểm mạnh của bên em nữa là hầu đa là những cái cửa hàng cá lóc cảnh á, họ không nhận chữa bệnh cá, tức là cái dịch vụ luôn, nó là một cái dịch vụ của bên Trắng Nam, tức là những ở nội thành thôi, còn ở những tỉnh lân cận có thể là gần là gửi xe lên cho Nam, nếu mà trường hợp cá nó không có quá nguy cấp để mà mình gửi xe á thì Nam sẽ nhận. Có những cái gói dịch vụ là Nam chữa bệnh cá. Thì chữa không thành công á, có những trường hợp á là nó bất khả kháng
thì nó Nam sẽ không có thu phí những cái đó, chữa lành mới lấy tiền, không bao gồm là giới hạn là thời gian hay là tiền thuốc, mà những cái thuốc phụ kiện liên quan thì Nam sẽ nhận chọn gói những cái dịch vụ như vậy, chữa bệnh cá. Tại vì những cái con cá nó giá trị rất là cao, đó, và khi mà mình thiếu kiến thức, mình thiếu cái cơ sở hạ tầng, mình thiếu kinh nghiệm thì nó dẫn tới trường hợp xấu nhất, đó là con cá mình nó bị chết đi chẳng hạn. Đúng rồi. Đó, thì không chữa bệnh đó, chữa bệnh nó là hai mặt các bạn ha. Dạ. Nếu mà cái tất nhiên là gặp đúng bác sĩ là sẽ khả năng hết bệnh nó sẽ cao. Còn nếu mà chữa theo kiểu mà thử thuốc, thử test á thì nó sẽ đôi khi là nó cái sự mất mát nó đến nhanh hơn ha, thay vì nó gán gượng hai tuần nữa nó mới đi bụi mà thử thuốc lộn thuốc đi nhanh hơn. 3 ngày đi bụi luôn, giống như em cũng vậy. Bản thân em cái cửa hàng của em là đã thực sự là nó hơi buồn một chút xíu là nó đã chết rất là nhiều cá khi mà mình chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi em. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thì cái mình mới đúc rút ra được là mình chữa nó, mình biết nó bị cái gì cái đã, mình biết nó bệnh nó là bệnh nấm gì, bị nấm hay không hay bị nấm gì, bệnh gì, mình mới có dùng thuốc cho nó. Và dùng thuốc như thế nào nó sẽ cần những cái liệu trình là thời gian nữa, tại vì nó sẽ có giai đoạn là mình phải vô thuốc ngay giai đoạn này hoặc là vô thuốc giai đoạn sau, chứ không phải là mình vô trước vô sau, hay là mình không nắm rõ cái quy trình đó thì nó cũng giống như cái dao hai lưỡi, nó đi nhanh hơn. Đúng rồi. Hả? Đó là một cái gọi là một cái kinh nghiệm xương máu các bạn. Thì giống như Nam vừa chia sẻ, Nam cá hay Nam Igu đi, cho Nam tới Nam lui lấy lộn, Nam lóc vừa chia sẻ là để hiểu được cái bệnh cũng như là tiếp cận nó, thuốc men như thế nào, thời điểm như thế nào, đó là cả một cái quá trình trải nghiệm và trả giá, cho nên là mới đúc kết được, chứ không phải là một sớm một chiều. Giống như mình là về bản Igu là mỗi ngày anh nhận chắc cũng phải mười mấy hai chục cái tin nhắn bị này bị đúng kia rồi. Thì mình có thể giải đáp hết tất cả cho các bạn, hướng dẫn các bạn tự xử lý ở nhà, chỉ tên thuốc cho các bạn. Thì đó là cả một cái quá trình mà mình phải coi như là trả giá rất là nhiều, nhiều khi là sụp đổ do đúng mình rồi. Có những lúc là do mình bất cẩn nè, có những lúc là do mình sử dụng sai thuốc nè, sai liều lượng nè, rất là nhiều thứ luôn. Thì khi mà các bạn mà bị những cái bệnh gì liên quan tới ego thì đa số là mình đã bị hết rồi, tại vì mình nuôi số lượng nhiều. Thì các bạn biết khi mà nuôi số lượng nhiều nó sẽ phát sinh những cái bệnh cộng đồng và những cái bệnh mới nó ra nó liên tục. Thì bản thân mình là người trải nghiệm trước và tìm cái hướng xử lý trước, cho nên là những cái bệnh mà các bạn hỏi là mình đều có cái hướng xử lý, và trong đó nó có những cái tình tiết gì mà chúng ta dễ phạm sai lầm là mình có nhắc luôn. Ví dụ không được ý y nha, phải ngâm nước xong phải chén lại nước ngọt. Đó là những cái chi tiết mà mình đã từng trải nghiệm rồi và mình mới coi như là hỗ trợ cho các bạn được. Chứ còn mà biết sơ sơ á, biết sơ sơ rồi chỉ tầm bậy tầm bạ là nó càng tiến gần tới chỗ chết nhanh hơn nữa. Ủa em, còn nếu mà con cá chơi á, ví dụ như Igu đi. Igu á thì người ta sẽ, nếu mà chơi solo thì người ta chọn con đực, tại vì con đực nó mới kè thần thái, nó mới tốt, sung rồi nọ đẹp. Nhưng mà con cá thì khi mà anh em chơi solo thì con cá trống với con cá má nó như nhau. Dạ. Đối với cái đặc thù của cá lóc, khi mọi người nuôi cá thì khuynh hướng hầu ra là nuôi solo, thì cái mọi người không nhất thiết là phải là lựa trống mái, tại vì có những bé cá ở size nhỏ chưa tới size trưởng thành không thể nào coi chính xác được 100%. Khoảng size bao nhiêu là bắt đầu xác định được? Nó sẽ tùy dòng, chẳng hạn như đối với cá lóc nữ hoàng này khoảng tầm size 19-22 thì mình mới biết được cái tỷ lệ trống mái của nó là 100%, tại vì cái cơ địa của nó mới phát triển hoàn toàn. Còn đối với những cái dòng cá lóc bảy rồng như đây, đây là con cá lóc bảy rồng Yellow Rio Sumatra, thì nó phải tầm trên không size 4X, kể cả những cái người bản địa nước ngoài Indo họ cũng không chắc chắn dưới không size 4X nữa. Thì trên 40 mới là phân biệt được trống mái 100%. Thì nếu mà vấn đề mọi người muốn mua trống mái thì trừ trường hợp là mọi người muốn ghép cặp thôi, mọi người mới quan trọng trống mái thôi, chứ còn mọi người muốn nuôi solo thì trống mái nó đều như nhau, tính tương tác nó không khác gì nhau, tính thông dữ nó không khác gì nhau cả. Nhưng mọi người để ý dễ chọn lựa đó, như những con cá này là cá lóc bảy rồng, màu nào màu vàng thì nó sẽ còn màu đỏ nữa, dòng đỏ nữa đó. Và dòng yellow thì nó sẽ có rất là nhiều dòng, yellow sen, yellow rio, yellow surat thani, yellow zambi, rất là nhiều dòng vàng. Và dòng đỏ nó cũng có rất là nhiều dòng đỏ. Thì mọi người chơi thì mọi người nếu mà chơi sưu tầm á thì mọi người mới chơi sưu tầm đủ dòng á để trải nghiệm đó, còn không thì mọi người sẽ chơi tượng trưng là một dòng vàng một dòng đỏ. Thì đỏ thì mọi người là phổ thông nhất nó có thể là red barito, hay là còn mấy đồng vàng phổ thông nhất là red yellow sen alarum, là cái dòng phổ thông dễ tiếp cận nhất, tài chính nó thấp để mà nhiều người chơi dễ tiếp cận. Và em đánh giá, theo như cá nhân Nam đánh giá, đối với người mới chơi thì nên chọn Yellow Centerum, tại vì thứ nhất là nó dễ chơi và nó dễ trúng thưởng.
Thì tại sao gọi là dễ trúng thưởng ở đây là mọi người bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ, chẳng hạn như là 100 mấy đến 200 nghìn, 300 nghìn cho một bé cá baby, và mọi người nuôi cũng tầm 6 tháng đến 1 năm và nó sổ số ra. Sổ số, định nghĩa sổ số ở đây là con cá nó bung màu, bung vảy, bung phẩm, tương tác cực kỳ tốt. Thì cái giá thành con cá nó cực kỳ cao, mặc dù số tiền mình bỏ ra cực kỳ thấp. Đó. Thì bởi vậy em mới nói Yellow Centaurum là một cái dòng mà đối với người mới anh nên chơi. Tại vì nó dễ dàng, dễ chơi, dễ trúng số. Còn những cái dòng khác tài chính bỏ ra nó ban đầu nó cao. Và yêu cầu những cái kỹ năng nuôi về thực phẩm, về nguồn nước. Đó là những cái trong những cái có những cái kỹ năng mà trong cái quá trình nuôi mình cần phải làm liên tục và đều đặn. Mình tuân theo một cái quy trình về chế độ ăn, về dinh dưỡng của nó để mới ra được một cái con cá đẹp. Hồi nãy anh mới thấy em dùng cái này gì giống kề gương bên Inu vậy. Cái này là cái gương, thì cái gương con cá lóc này nó đặc thù một cái là khi mà nó thấy một cái thằng đối diện, tại nó tính lãnh thổ cao, nó nhìn vào cái gương là nó có thằng ánh phản chiếu của nó, thì nó bắt đầu nó sẽ kè lên, nó tưởng là đối thủ của nó, thì nó sẽ từ khuynh hướng nó sẽ là phùng mang và kỳ cờ nó dựng đứng lên hết. Vậy là cái hình thức nó giống kệ luôn. Coi như là nó nhìn vô gương thấy cái hình ảnh của nó phản chiếu, nó tưởng là một con cá khác, bắt đầu là ảnh mới là gai vẽ, mắt đỏ lên. Sao mày hay gai vẽ quá. Cá nó phình mang trợn mắt lên đó. Như con này chắc cỡ size 4 ít rồi. Dạ, con này hiện tại đang không size khoảng tầm 40. Và con này em bắn chip ở trong rồi. Chip định danh. Là cửa hàng mình bắn luôn. Dạ, cửa hàng em tự rồi bắn. Mình xuất khách là có certificate luôn. Đúng rồi. Cái này là mục tiêu á, để em làm là để em xác định cái nguồn cá của em. Đúng tức rồi. Là cá của em ra thị trường, cho dù khách hàng có mua bán hay là thanh lý nó đi đâu, em vẫn biết là cái nguồn cá con này là của từ shop Trắng Nam. Và để giữ giá thành cho con cá là giá niêm yết. Tại vì khi em bán con cá này là đều có giá niêm yết, thì khi mà họ thanh lý hay là mua bán nó vẫn giữ được giá trị con cá. Đó. Thì cái này là sau này em còn chính sách thu đổi nữa, thu đổi năng dòng, tại vì những con cá em bán ra em đều thu lại được hết. Thì nó sẽ có chính sách cố định là tùy theo dòng, nó sẽ có chính sách là từ bao nhiêu phần trăm, 50 đến 70%. Hay quá. Làm là làm việc y như kim cương này, bạn thu lại là lỗ phần trăm thôi, chứ không phải là mua đứt bán đoạn ha. Đúng rồi, năng dòng lên nữa mà. Cho nên là cái điểm mạnh của shop Trắng Nam là cái dịch vụ, giống như lúc đầu là có chia sẻ là làm rất là bài bản, có trách nhiệm với mọi người đàng hoàng. Như mọi người thấy bên này cũng còn một con yellow rất là to, nên con này khoảng size 55, thì con này là yellow sen. Như cái loại mà em anh Nam có đề xuất mọi người chơi là khi mà mới chơi á, thì nó chỉ tầm 200 đến 300 nghìn, thì có mình thì trải nghiệm được một cái con size nhỏ, tầm size 10 xăng đi, 10, 11 xăng. Và khi nó lên tới năm mấy xăng thì nó sẽ tùy theo tình trạng là màu nó tốt, vảy nó nhiều hay không, thì nó tiền nó sẽ dựa vào cái giá trị của cái. Vậy thì bây giờ lấy bé này làm mẫu, em có thể mô tả cho người chơi, anh em newbie hiểu một con cá đẹp nó bao gồm, nó hội tụ những cái yếu tố nào. Thì để mà những cái tiêu chí đánh giá được một con cá đẹp, thì thứ nhất mọi người là để ý về cái body con cá. Là nó không bị bể ở cái ông size lớn nha, thì nó sẽ không bị bể béo phì. Thường thường người chơi là hay cho ăn quá nhiều. Cái việc mà người chơi cho ăn quá nhiều thì đồng nghĩa với việc nó không có nuôi được những cái vảy, sắc tố vảy bên ngoài. Đó, bên ngoài da, và nó sẽ phát triển cái bụng của nó. Và khi mà con cá nó bụng nó bị phè xuống như này, nó bể body thì con cá nó rất là xấu. Nó bị xấu con cá thì đó là body. Và cái thứ hai nữa là về kỳ cờ tay bơi, thì những cái kỳ cờ hai tay bơi, đuôi kỳ trên kỳ dưới nó thẳng, nó không bị lỗi, bị co gập. Không mẻ không đâu. Đúng rồi, nó không bị co gập là bị nhăn. Giống như cái việc mà cá anh nó bị nhảy ra ngoài rách vây xong nó mọc lại, nhưng mà nó mọc không thẳng chẳng hạn, thì đó là một cái dạng lỗi để mà ảnh hưởng tới cái tiêu chí đánh con cá đẹp. Là kỳ cờ tay bơi. Cái thứ ba nữa là bắt đầu dạng vảy. Cái dạng vảy của hai bên con cá thì tùy theo khung size nó sẽ có những cái thước đo, chẳng hạn như là đối với size cũng tầm 5x như con này, thì hiện tại đối với đánh giá về con này là mức độ trung bình, chứ nó không phải là con cá gọi là đỉnh. Tại vì khi một con cá đẹp ở khung size cũng tầm là 25 tới 35, đó là cái size mà để người ta chơi. Và cái size mắc tiền nhất là ở không sai từ 25 cho tới 35. Thì khi con cá mà ở cái size đó mà nó bung ra màu nhiều, vảy nhiều, thì những con cá nó giá trị cực kỳ cao. Tại vì những con cá mà lên tới size 5X, 6X là hầu như nó đã trưởng thành, là gần max size rồi, và nó không còn lên thêm vảy nữa. Đó, thì cái giá thành nó bắt đầu nó không có được cao như những con cá size 25. Anh mới vừa nghe em chia sẻ là ở cái size 20-25 là cái size đó mắc tiền nhất. Đúng rồi. Coi như là gái 18 y như rồi. Vậy, đại loại vậy hả. Thì tại sao nó là mắc tiền nhất ta? Tại vì cái cơ... thí dụ như dòng bé khác càng lớn thì nó có những dòng bé chứ không phải là tất cả, thì càng lớn sẽ càng có giá trị. Thì tại sao con cá lóc thì ở cái size gọi là tuổi teen đó thì lại là mắc tiền nhất?
cái tiêu chí đó là đánh giá cho cái lốc vảy rồng nha anh, còn lốc lạnh nó sẽ khác. Còn này là dòng vảy rồng thì tại vì cái khung size 25 cho tới 35 á, nó là cái khung size là đang trưởng thành, là có bao nhiêu phẩm chất màu mè và cái tính tương tác của nó hung dữ hay không, và vảy nó lên hay không, là trong giai đoạn này là nó bung ra hết. Còn nó không lên được thì qua tới khung size 35 trở lên á thì nó đã phát triển xong hết rồi. Nó qua cái tuổi dậy thì giống như anh qua cái tuổi dậy thì á thì nó không còn bung lên nữa, nó đã chỉ giữ nguyên ở mức độ đó thôi và nó lên size thôi. Thì cá lóc vảy rồng thì yêu cầu phải cần vảy, vảy và màu dòng vàng thì nó phải cần màu vàng. Có những con cá là trên thị trường hầu đa là tầm trên 50% là sẽ không có những con cá màu tốt, do kỹ năng người chơi, người nuôi cá thì nó sẽ cần những cái quy trình về dinh dưỡng. Nhưng mà anh ví dụ á, ví dụ như hai con cá, coi như là hai con cá đều có tố chất đẹp hết, và một con size 25-35 như em nói, và một con size lớn như con này hoặc lớn hơn luôn, thì con nào có giá trị hơn? Hai con độ đẹp như nhau nha. Hai con nếu mà độ đẹp như nhau mà chỉ khác nhau một cái size thì con size to nó sẽ mắc hơn. Tại vì nó được nhỉnh hơn cái thước, nhưng mà tại vì anh nói ở đây là tương như nhau luôn. Màu như nhau, vảy đều ngang ngửa như nhau hết. Đó, tương tác như nhau thì cái con size to nó sẽ là mắc tiền hơn. Nó có liên quan tới tính cách không ta? Có. Tại vì anh thấy con cá lóc mà khi mà nó lớn á, là nó sẽ chậm chạp hơn, nó không có cái sự sốc nổi như con trẻ. Dạ đúng rồi anh. Thì hầu đa trên 90% cá lóc thì khi ở những cái size nhỏ, size trưởng thành á thì nó sẽ nhoi, nó tương tác rất là tốt với người và nó năng động. Đúng rồi. Còn khi mà nó đã đạt những cái size trưởng thành là gọi là già rồi, từ từ già lúc nào nó cũng chậm chạp hơn và cái tính nó sẽ đầm hơn. Nó đầm hơn thì nó sẽ có nhiều cái kiểu gu của mỗi người chơi, đó là người thích chơi size to thì thích bơi cho nó lả lướt, nó đi từ 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 như cái tàu ngầm á. Còn những người ta thích nhoi thì chơi những khung size 25 tới 35 nên nó thịnh hơn ở những khung size 25 tới 35. Và tính con cá nó còn tương tác khá là tốt. Đó. Còn mỗi con mỗi size nó đều có mỗi cái vẻ đẹp của nó, nó thì tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Chứ còn lúc tối mà lúc chiều thì anh chơi những con cá size to, hồ lớn thì anh đi nó lạ lướt, nó đi như tàu ngầm, rất là đẹp. Thật ra con nếu mà nói về tiêu chí á các bạn thì nó cũng tương đối giống con igu ha. Màu sắc kỳ cờ tay bơi thì con igu là con igu á là body rồi màu sắc rồi gai gù gai mũi. Đó là những cái yếu tố, và đặc biệt là một cái hành vi giữa cái tuổi trẻ và tuổi già của con igu nó cũng giống con cá lóc này. Thì lúc mà cái size mà tầm 9x 1m là lúc đó nó sung lắm, hăng lắm. Nhưng mà càng lớn thì nó càng gọi là đầm tính lại, chậm chạp hơn, nhìn nó không có năng động. Đây như con này là size cỡ như mười mấy này, con này không size khoảng tầm 18, 19. Thì đây là một cái cặp vây xanh, thì cái hàng này là hàng nội địa thôi. Nhưng mà cái vẻ đẹp của nó thì không khác gì cái dòng nước ngoài. Tại vì những dòng nước ngoài nó sẽ có những dòng ná ná như dòng vây xanh Việt Nam của mình, nó là dòng lửa băng China Fire Eye. Thì những cái cặp này là cặp ghép sẵn đó. Ghép sẵn này khách order thì em sẽ ghép tới chừng nào ổn định, chẳng hạn như cặp này ổn định này đó. Nó không cắn nhau nữa mà nó quấn nhau liên tục đó. Nó đè nhau đó, thì những cái tình trạng quan trọng là cái tình trạng của con cá nó mới quan trọng. Chứ còn ghép cặp ở ngoài thị trường cũng có thể có rất là nhiều người bán hàng ghép cặp, nhưng quan trọng cái tình trạng con cá như thế nào nó mới là quan trọng. Và như các cái sản phẩm của bên em bán là cho khách hàng cũng vậy, đều giá thành nó sẽ đi đôi với chất lượng. Có thể là ở thị trường bán 300-400 một cặp này, nhưng mà tình trạng con cá thì em không có đề cập ở đây. Nhưng mà đối với những cái cặp cá như thế này thì là khách order là tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 một cặp hết đó. Còn những cặp sinh sản dưới này cũng có cầu vòng mà ngũ sắc dưới này cũng còn một cặp nữa trong này, nhưng mà mấy này thì chốt hết rồi, chỉ có đợi thời gian gửi cho khách, con này cũng chốt luôn rồi. Như các bạn thấy là cái con cá nhỏ thì nó lanh hơn rất là nhiều so với con cá lớn ha, thì có nhiều người chơi người ta sẽ thấy nó vui mắt hơn đó, nó rất là lanh luôn, và này nó bơi quấn với nhau luôn hết rồi. Em nói tụi này nó là tính lãnh thổ cao á, thì ở ngoài tự nhiên tụi nó sẽ ghép cặp như thế nào ta? Bình thường là nó có sống chung không, hay là tới mùa nó mới ghép thôi? Nếu mà những cái cặp mà nó chưa ghép bao giờ á, tức là nó chưa chịu sinh sản bao giờ á, thì nó khi mà có một cái bầy á thì hai con nó sẽ bắt với nhau và ra ngoài kia nó đánh lộn với nhau. Nó bắt ra ngoài, hai con nó kè nhau liên tục và nó đánh lộn và nó chọn ra một cặp. Và khi nó chọn ra được một cặp là hai con nó sẽ liên tục, nó chỉ dính nhau như keo nằm là hai á. Cho dù nguyên một bầy đi cỡ nào cũng vậy, hồ rồng cỡ nào cũng vậy, hai con nó sẽ kè nó đi với nhau. Một khi nó đã chịu nhau rồi là nó sống chết với nhau. Giống như bên này cũng còn một cái cặp trân châu size max size cũng tầm 42, thì có thể cặp này cũng to nhất Việt Nam mà. Như cặp này hiện tại to nhất Việt Nam, dòng trân châu Holu. Này dòng trân châu Holu, cặp này cũng size sinh sản rồi. Đó, mà trước là quấn hết rồi. Này là một cặp. Thường thường á, nếu mà hai bạn mà chưa có quen nhau, mình bắt đầu giới thiệu với nhau tới lúc mà nó đi đôi với nhau vậy thì nó khoảng mất khoảng bao lâu em? Dạ, nó sẽ là trung bình khoảng tầm 2 tuần.
để mình mới chốt lại được là cái cặp này nó có chịu nhau hay không. Ừ. Có thể cái đặc thù của cái lóc á anh phải nhìn nhận, nó quan trọng đó là cái nhìn nhận cái nó là nó đang đánh nhau hay là nó đang chịu nhau. Giống như cái việc mà anh không nhìn nhận được là bắt đầu anh thấy nó quýnh nhau ghê quá. Bắt đầu anh đem anh tách nó ra là nó ngưng. Đó, còn cái việc mà anh thấy là hai con nó đang quýnh nhau, nó kè nhau, nhưng mà mình biết nó là nó đang kè nhau, đang đòi quấn với nhau thì mình để im, mình cứ theo dõi. Thì trong vòng 2 tuần mới chốt lại vấn đề là cặp này ok. Thì khi mà trong vòng 2 tuần có thể là cặp nó sẽ là 10 ngày, còn có cặp có thể là lâu hơn là nửa tháng đó. Nó sẽ tùy tình trạng và tùy theo, quan trọng là cái môi trường của mình setup á, để mà nó đạt được kết quả là nhanh hay lâu thì nó sẽ dựa vào cái môi trường setup của mình, ưu tiên rong bèo nhiều, cây nhiều và có cái chỗ trốn cho nó. Đó, tạo cái môi trường bắt tự nhiên hết sức có thể. Để mà con cá nó cảm thấy nó thoải mái, nó stress, nó không an toàn, nó không thấy stress nữa. Đó thì lúc đó con cá, hai con cá nó chịu nhau dễ dàng hơn. Thì đó là một phần thôi. Đó. Ok các bạn. Có cái giá trị nó nằm ở chỗ này nè. Có nghĩa là chúng ta không có, đối với lại người chưa có kinh nghiệm thì chúng ta không phân biệt được cái hành vi của con cá ha. Đôi khi là chúng ta nhìn thì chúng ta tưởng nó đánh nhau, nhưng mà thật ra là đó là cái bước gọi là ve vãn, chuẩn bị nó quấn nhau. Nhưng mà cái hành động giữa đánh nhau thiệt với lại cái chuyện mà sắp quấn nhau thì nó tương đối giống nhau. Đúng rồi anh. Chỉ có những người có kinh nghiệm thì người ta mới nhìn nhận là nó đang như thế nào thôi, đúng không? Chứ còn nhiều khi mà chúng ta thấy nó sáp lá cà sạch thì chúng ta tách ra thì nó lại uổng. Dạ, nhiều khi nó đang quấn. Cho nên là nếu mà các bạn mà bị vợ mà quấn thì cũng chưa có chắc là nó hung dữ đâu nè. Nhiều khi chứ đòi quấn á. Ok, đây là một cặp Trân Châu Hoa Lư. Hoa Lư. Trân Châu Hoa Lư. Hoa Lư and Sip. Rồi cái việc mà đẻ trứng á, ở đây em có đẻ lần nào chưa? Em có cho nếu mà bay xanh thì em sinh sản nhiều rồi. Sinh sản nhiều rồi. Dạ. Một lần cá đẻ chắc nhiều ha. Dạ, đối với lứa đầu tiên thì đối với size khoảng chẳng như này đi, tầm 18 đến 20 á thì nó sẽ rơi vào tầm 300 con, 300 đến 350 con. Tỷ lệ giữ đạt không ta? Trên 90%, hầu đạt trên 90%. Tại vì cái cá lóc nó đơn giản lắm. Mà những cái hồ này anh để ý là không có lọc oxy nè. Những cái hồ mà ghép cặp anh nuôi sinh sản là anh sẽ không xài lọc oxy. Tại vì khi mà anh xài lọc oxy nó sẽ cuốn con cá vô luôn. Nó cuốn trứng hết. Cuốn trứng vô luôn. Nên những cái hồ này là ngoài tự nhiên mà mình làm giống tự nhiên thì đâu có lọc, đâu có oxy gì đâu. Đó, nó đâu có xài lọc gì đâu. Thì mình cứ làm môi trường giống tự nhiên và tỷ lệ giữ trứng hiện tại là khi những cái cặp mà em đã sinh sản á, hầu ra là tỷ lệ trên 90% không có mất trứng. Là nở thì giữ con lên tới bình thường luôn, tới khoảng tầm size 3-4 thì mới bắt đầu mới tách ra. Tách ra để mà nó sẽ để cái lồng mới. Nhưng mà cái tính cách của cái dòng cá lóc này nó có chăm con không ta? Dạ có anh. Cá trống nó chăm con. Dạ. Cá trống chăm con hả? Chăm con. Tại vì khi mà cá mái đẻ ra con trống nó sẽ ngậm trứng. Nó ngậm hết trứng giống cá rồng á. Ngậm hết trứng như cá rồng. Xong bắt đầu là nó ngậm khoảng tầm 2 đến 3 ngày là trứng nó nở, bắt đầu nó nở ra con thì nó cứ đi xào quần thôi, con trống nó giữ con. Giữ con xào quần và khi giữ con thì nó giữ hơn tính bản tính đó, mà bản tính con người giống con cá vậy thôi, đều muốn giữ con cá của mình. Thì khi mà mình cho ăn á, mọi cái thì nó tới làm thì ghê lắm. Con cá lóc khi mà nó ghép cặp là nó cũng một khi đã ghép cặp rồi là coi như sống chết cả đời luôn. Đúng rồi, hai con nó chịu với nhau, trừ trường hợp mà chẳng hạn như con này nó chết đi thì mình có một cái con khác là mình ghép cho được. Chứ còn có hai con dù anh thả một bầy vô nó cũng đi theo con nào, hai con nó tự nó bắt cặp, nó đi ra lại với nhau. Hay ha. Dạ. Và nó cái cách sinh sản nó cũng ngậm trứng y như cá rồng. Và con cá trống sẽ là cái con chăm con. Con ngậm trứng chăm con anh. Ồ. Và các con cá con thường size nhỏ, lúc mới nở nó đi nó hút nhớt cho cái người con cá trống á. Đó để mà nó lớn từ từ lên. Lớn lên tí xong mình bắt đầu mới cho ăn mà bo, nhưng mà tới khi mà nó lớn mình cho ăn dùng chỉ luôn. Tại vì size nhỏ nó vẫn cứ để theo cha á, nó hút nhớt thôi. Hay quá. Cái hồ mà để nuôi cá lóc á thì có những cái điều gì cần lưu ý không em? Dạ. Đối với cái tiêu chuẩn mà để mà mọi người nuôi cá lóc thì mọi người Nam khuyến khích mọi người á là nên có nền. Nền. Ưu tiên có nền. Nền ở đây là mọi người có thể dùng tất cả những loại nền, ngay cả cái việc mà sạn sỏi ở ngoài rất là nhiều. Có thể dùng loại nền nào cũng được hết. Nhưng mà bắt buộc nó là phải có nền và cái phong, ưu tiên là phong. Cái phong thì mọi người có thể là chơi phong trắng hoặc là đen. Nhưng mà Nam thì luôn luôn đề xuất mọi người là chơi phong đen. Tại vì phong đen thì con cá, đối với tất cả những cái dòng cá lóc thì cái màu nó sẽ cứng hơn. Và cảm con cá nó sẽ sáng màu hơn khi mà nuôi phong trắng. Mà cảm giác mình nhìn vô nó không có bị chóa cái mắt mà nó tập trung focus vô con cá. Thì con cá cái màu sắc, nếu mà phong đen thì con cá màu sắc có màu sắc gì á là nó nổi lên hết. Luôn. Đó thì khuyến khích nuôi phong đen. Còn để mà nuôi cá solo á thì mọi người có thể là nhiều dạng chơi, là chơi không có lũa, là chơi nền trơn thôi. Hoặc là nếu mà chơi lũa cũng được, không sao hết á.
Nhưng mà đã sinh sản thì mọi người, Nam khuyến khích mọi người nếu mà nuôi chơi ghép cặp á thì nên tạo cho mình, cho con cá một cái chỗ trú, tức là một cái lãnh thổ, đó là một cái góc nhất chậu hoặc là cái lũa ống đó, để cá nó có thể là nó nấp ở trong đó. Còn bản chất mà khi mà nó nhát thì nó nấp ở trong không, còn bình thường nó dạng nó hay ra ngoài nó nhoi không à, chứ nó không có nấp ở trong đâu. Có nghĩa là nó gần với càng gần với tự nhiên càng tốt. Nên có cây á, có ít cây là rong bèo chẳng hạn, thì cảm giác thứ nhất là con cá nó đặt cảm thấy nó giống cái môi trường tự nhiên. Và mình cảm thấy nó cũng mát mắt nữa, mình nhìn vô thấy nó dễ chịu nữa. Khi có cây cái hồ mình có rong bèo thôi, không cần cầu kỳ đâu như thủy sinh. Còn mọi người xét như thủy sinh á thì có, đối với size nhỏ thì được, nhưng size lớn thì nó quậy. Cá lóc nó hay quậy, nó quậy là cái cây mình luộc phân nền á, thì nó sẽ cây nó sủi dưới nó ủi lầm lầm đúng không? Như cây này thì em chỉ chơi mỗi nhất trụ không thôi, nô solo nhất trụ, con này nền gốm thôi. Anh thấy là em phục vụ cho những người đam mê toàn quốc luôn. Dạ, đúng. Ví dụ thì những cái con cá lóc này ship xa nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của các bé không? Dạ, đối với quá trình vận chuyển mà khi ở trong nội địa Việt Nam mình á, thì trong vòng cao lắm tầm 3 ngày thì nó không ảnh hưởng. Tại vì nhiều khi mình, em vẫn đang mà nhập cá nước ngoài về thì nó có thể là đi tầm 3 ngày qua nhiều chặng bay nữa. Đó, mình về mình dưỡng lại 1-2 hôm thì con cá nó bắt đầu hồi lại rồi. Còn trong Việt Nam thì nó không vấn đề anh. Tại vì từ đây ra Hà Nội hay là Đà Nẵng đi, anh đi bay còn từ sáng tới trưa là bắt đầu anh nhận rồi. Thì nó không ảnh hưởng gì tới bất kỳ một con cá cả. Thì sẵn qua clip này thì mình cũng Nam Lóc chia sẻ. Ví dụ như bây giờ các bạn đó sẽ không, mà cái này là rất là nhiều người lo lắng. Ví dụ giờ các bạn đó ở ngoài Bắc đi, muốn tuyển một bé cá lóc ở shop của mình, em gửi ra ngoài ngoại, thì bây giờ khi mà nhận cá về thì cần lưu ý cái gì và làm những điều gì tốt nhất để con cá nó mau chóng thích nghi với cái môi trường mới nhất, thì em có thể chia sẻ với lại mọi người. Thì để mà khi mà mọi người, những cái bước chuẩn bị, nó liên cần những cái bước chuẩn bị khi mọi người rước một cái bé cá về ở xa về chẳng hạn, thì mọi người phải chuẩn bị cho mình một cái hồ. Hồ và ở đây là cái nước của mình phải vô và sau 24 giờ. Vô đó trước 24 giờ. Và trong cái hồ đó mình có cái hệ thống, tức là ưu tiên mình xài vật liệu lọc là nham thạch đỏ. Tại vì nó sẽ giữ cái chỗ vi sinh và cái chỗ pH nó rất là tốt, nó cân bằng cái pH khung 5 chấm tới 7 chấm. Thì nó phù hợp với những cái dòng cá lóc của mình. Đó. Và khi mà cái quy trình cá mới về á, thì mọi người nhận cá thì mọi người không cần thả vào bể ngay. Mọi người không có bạn thả vào bể ngay. Tại vì đi một cái chặng bay á, thì mọi người cứ bỏ ra thùng xốp. Mọi người bỏ ra thùng xốp. Thì khi mà gửi cá thì Nam thường gửi kèm cho mọi người một cái nước dưỡng, cái chai nước dưỡng, để mọi người có thể là dưỡng nó trong vòng tầm 6 đến 7 tiếng. Đó, và sủi oxy cho nhẹ để con cá nó hồi lại. Bắt đầu mọi người mới lên hồ. Lên hồ con cá để nó bắt đầu nó cảm thấy nó thích nghi, nó ổn định lại, nó không bị sốc nước. Có nghĩa là con cá mới về là chúng ta có một cái thao hay cái hồ gì, chậu thùng xốp hay gì đó để đổ cái nước dưỡng mà em sẽ gửi kèm theo con cá luôn. Pha rồi. Có pha tỷ lệ không, hay là tỷ lệ trung bình 10 lít nước anh? Một cái chai mà em gửi là để 10 lít nước rồi cho con cá nó dưỡng trong đó 6-7 tiếng xong bắt đầu mới lên cái hồ chính. Tức là mình có thể thả vào cá vào ngay vào hồ, nhưng mà mình làm cái quy trình như vậy để mình giảm thiểu được cái khả năng rủi ro thấp nhất có thể. Là trường hợp sốc nước thì có những trường hợp nó con cá nó nước nó có vấn đề, và cái nhiệt độ chẳng hạn như ở miền Nam mình ra miền Bắc á, nó đột thay ngột, đổi thay đổi đột ngột thì nó ảnh hưởng tới cái con cá của mình. Nằm ra mình dưỡng ở ngoài thùng tầm vài tiếng để nó bắt đầu nó thích nghi cái nhiệt độ đó. Nhiệt độ xong vào nước thì mình có thể là thả từ từ vào trong được, hoặc không thả trực tiếp nó cũng không ảnh hưởng gì khi mình đã dưỡng rồi nha. Còn đối với vấn đề mà khi mà mình thả trực tiếp vào hồ á thì mình cần ngâm mình vào nước từ 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 từ. Và ở đặc thù một chút xíu là theo cái mùa ở miền Bắc thì nó sẽ có hai mùa là nó nắng và nó lạnh, cực kỳ lạnh. Thì đối với cái nhiệt độ lạnh, mùa lạnh á, mùa mưa á, thì ngoài miền Bắc nhiệt độ nó thấp thì mình cần cắm một cái sưởi đối với dòng vảy rồng này. Còn những dòng lóc lạnh thì không, nó phù hợp với cái nhiệt độ lạnh. Còn đối với những dòng vảy rồng này thì khi nhiệt độ lạnh nó dễ lên nấm, nấm trắng con cá, thì nó sẽ yêu cầu một cái sưởi khi mà mọi người nuôi cái cá lóc vảy rồng ở khu vực này. Là bà con ngoài Bắc gọi là cá quả, cá quả, cá chuối. Cá quả, cá chuối, cá trầu ở miền Trung thì gọi là cá trầu, rất là nhiều cái tên. Nhưng bản chất thì nó cũng là một cái dòng cá lóc mình thôi. Channa. Dạ, channa. Tên khoa học, tên dùng chung cho chi của nó. Rồi sau khi dưỡng ngày đầu tiên thì qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư như thế nào, thì em có thể mô tả một cái quá trình như vậy để cái những anh em newbie người ta có cái sự tự tin khi người ta hiểu vấn đề và người ta tự tin lắm. Thì Nam chia sẻ cho mọi người về cái đặc thù một cá lóc một chút xíu, thì có thể là
mọi người gọi video call với Nam đi chẳng hạn, xem con cái ở nó tương tác nó ghê lắm, nó nhoi, nó khỏe mạnh bình thường, nhưng mà sao gửi về cho mọi người lúc con cá sau khi mà vào hồ nó nằm đáy, nó nằm mà nó sậm màu đen lại, thì cái chuyện này nó hết sức bình thường nha mọi người. Tại vì cái đặc thù của con cá lóc thì khi mà nó thay đổi môi trường nước, nhiệt độ, không khí, pH 100% thì nó bắt đầu nó cảm giác nó đang bị sợ, thì nó sẽ sậm màu lại, nó stress, nó nằm đáy, thì cái chuyện hết sức bình thường. Thì mọi người ngày hôm đó mọi người không cho ăn và mọi người cứ tắt đèn đi, và để qua ngày mai bắt đầu mọi người mới ra mà tương tác từ từ lại với nó đó, và bắt đầu mọi người qua ngày mai mọi người mới hãy cho ăn cho nó. Và ưu tiên ở đây là đồ ăn là không có cho đồ ăn chết nha, tức là tép đông lạnh đó, mà ưu tiên những cái con vật sống để mình kích thích được cái bản tính săn mồi nó lên, để con cá là dế này hay là sâu gạo á đấy, mọi người cho vào nó bắt đầu để mà kích thích cái bản tính săn mồi nó lên. Và trong vòng vài ngày sau đó thì con cá nó ăn được vài lần thì lúc đó nó cảm thấy nó an toàn, tại vì cái gì ăn uống thì nó sẽ quen rồi, bắt đầu nó quen cái nhịp sống thì con cá nó tương tác, nó hồi màu lại bình thường đó. Đối với đặc thù cá lóc là như vậy, thì có rất là nhiều cái clip Nam chia sẻ về cái đặc thù để mọi người dễ hiểu, để mọi người khỏi bị vấn đề là à sao mà con cá này nó nhát, nó nằm đáy miết hoài, hay là nó cá nó sậm màu, lúc em mua nó sáng màu lắm, sao giờ nó sậm này, nó bị sao không? Thì cái vấn đề nó không hết sức bình thường. Thì tầm khoảng mấy ngày là bắt đầu nó thích nghi ta? Tất nhiên là không có con số chung rồi. Dạ, tùy rồi, từng cá thể, nhưng mà trung bình thì nó khoảng trung mấy bình, ngày? Trung bình nó sẽ rơi vào tầm 1 tuần anh. À. Trung bình còn có thể những con nó lâu hơn xíu hoặc là những con nó nhanh hơn, thì sẽ tùy theo mỗi có tình trạng con cá và cái môi trường của bạn đó nữa, tức là cái hồ của bạn, bạn set up nó như thế nào. Đó. Và những có chẳng hạn như một cái hồ trơn mà các bạn để dưới đất không nha, nếu không khuyến khích các bạn nuôi cá lóc mà để cái hồ dưới nền nha, nền đất nha, ưu tiên là phải kê lên có bệ hoặc là có bàn, thì ở khoảng tầm nhìn tầm ngang của mình á thì nó là lý tưởng nhất. Tại vì khi mà con cá lóc mà để dưới đất á là mọi người hay đi qua đi lại, con cá nó sẽ bị hoảng, bị nhát. Đó thì nó không khuyến khích mọi người để dưới đất. Có nghĩa là có đối với anh em newbie mà mua cá từ bên Trắng Nam á thì có hai cái điều lưu ý là khi mà các bạn mua cá sẽ được gửi một cái chai nước dưỡng. Về thì các bạn pha với lại 10 lít nước, pha vô cái thùng xốp, cái chậu, cái gì đó để thả cái con cá mới về nó được những cái dưỡng chất ở trong cái chai nước dưỡng mà được tặng kèm á, thì các bé cá nó sẽ hồi sức lại. Các bạn sẽ ngâm ở trong đó khoảng 6-7 tiếng trước khi mà đưa lên cái hồ chính của mình. Còn nói về cái hồ á, khi mà các bạn liên hệ kết nối với lại Trắng Nam á thì các bạn có thể video call hoặc là có thể quay cái hồ của mình kết hợp với lại mô tả sử dụng vật liệu gì thì Trắng Nam sẽ coi là nó hợp lý chưa. Nếu có cần điều chỉnh cái gì thì các bạn sẽ nhắc các bạn điều chỉnh trước. Nói chung là chuẩn bị cái hồ này vào vô nước tối thiểu là 24 tiếng trước khi mà thả cá. Thì đối với ngày đầu tiên thì nãy em nói là mình nên tắt đèn cho cá nó nghỉ ngơi. Đúng rồi, nó cảm giác an toàn. Mình mở đèn là con cá nó sẽ hoạt động, coi như là ban ngày nó sẽ hoạt động. Còn chúng ta tắt đèn trong vòng ngày đầu tiên để con cá nó nằm nó nghỉ ngơi. Qua tới ngày thứ hai thì chúng ta mở đèn lên và bắt đầu cho ăn. Thì khi cho ăn này nhớ là cho ăn mồi sống. Những con tép còn sống, những con sâu hay gì đó. Đừng sử dụng những cái mồi chết. Sau này khi mà nó quen từ từ thì mình mới đầu mình cho nó học cái cách ăn mồi chết. Vậy nó ăn hết, nó rất là dễ. Thì trung bình là khoảng 1 tuần lễ là các bạn cá nó sẽ thích nghi. Thì cái điều này nó rất là bình thường và rất là đơn giản, dễ hiểu luôn. Thì đối với con Eagle cũng vậy, rất là nhiều bạn hỏi anh ơi sao em bắt con Eagle về mà ở chỗ mua thì nó màu đẹp lắm, về nhà màu tối thui đó. Sao ở chỗ kia thấy nó ăn nhiều quá thì về nhà mình thì nó không ăn. Thì mình trả lời hầu như là mỗi ngày cái tin nhắn này luôn, cái câu hỏi này luôn. Thì nó rất là dễ hiểu các bạn. Một con Eagle hoặc con cá gì đó khi mà chưa quen người, tức là chưa quen mặt mình nè, chưa quen nhà, chưa quen cảnh, chưa quen với môi trường nước nôi này nọ các thứ, thì nó về là nó phải nói hiểu rõ là cái sự tự tin của nó, cái sức khỏe của nó là nó chưa có đạt được tốt nhất. Thì cái phản ứng ra bên ngoài của nó là như vậy, không ăn rồi xuống màu này nọ các thứ đó. Thì sau khi mà nó thích nghi thì đầu nó sẽ bung lụa ra. Rất là đơn giản, mình đang đứng ở Việt Nam nè, nói tiếng Việt, xung quanh là những người bà con hàng xóm hoặc là những người chung dòng máu thì chúng ta rất là tự tin, đúng không? Chứ giờ mà quăng chúng ta qua bên Mỹ cái là chúng ta sẽ bị rút cái người lại liền. Lời ăn, tiếng nói, thức ăn, môi trường, khí hậu, ngôn ngữ, tất cả mọi cái đều xa lạ. Thì nếu mà nhanh thì nửa tháng, một tháng sau chúng ta mới hòa nhập được với cái cộng đồng đó được, chứ đâu phải mới qua là chúng ta bung lụa như chân sáo được. Cho nên chuyện này rất là dễ hiểu ha. Thì đó là cái cách mà một bạn cá mới về nhà thì chúng ta nên có. Bởi vì nếu mà chúng ta hiểu rõ được, chúng ta có cái sự hiểu trước cho nó thì chúng ta sẽ không có bị lo lắng thái quá. Có nhiều người là do không hiểu nên là cứ
trộn rộn lên, lo lắng nó có phần nó thái quá, đúng không? Thì từ từ khoảng một tuần lễ sau đâu đó là mọi cái nó sẽ vô cái guồng là nó sẽ ok liền ha. Ở đây như cái hồ lốc của Nam là mình thấy rất là đơn giản, một cái máy lọc thôi. Ở trên kia là kéo lên đây rồi lọc này xuống đây, xả nước ra đây, rất là đơn giản luôn. Thì cái nói về thiết bị của hồ cá lóc á, thì có cái gì cần lưu ý không em? Có gì là không thể thiếu không? Ở đây á, nếu mà nói về thiết bị á, thì mọi người có thể là xài lọc hoặc không xài lọc nha. Còn khi mà mọi người xài lọc á, thì ưu tiên ở đây là cái vật liệu lọc là nham thạch, không có xài sứ thanh. Không xài sứ thanh như mà cái bên săn mồi khác. Là sứ thanh á, thì phải, tại vì nó tăng pH của mình trong cái hồ nước. Tại vì cái pH lý tưởng nó tầm 5 chấm tới 7 chấm thôi. Tại vì khi pH quá cao thì đồng ý con cá nó vẫn sống được nha. Nhưng mà khi lên cao quá thì con cá nó không phát triển tốt. Và khả năng rủi ro là con cá của mình nó bị sốc cái pH. Đó. Còn cái bằng đèn tiếp theo đó là về thiết bị điện và ánh sáng, thì nuôi cá lóc sẽ cần đèn. Cần đèn ở đây là đèn trắng. Tại vì khi mà không có đèn á, mọi người bật khoảng chẳng hạn là không phải bật 24/24, nhưng mình bật cái thời gian mà dùng mình sử dụng, chẳng hạn như ban ngày sáng mình đi, mình bật tối về cái mình đi nào chừng nào đi ngủ mình tắt, là tức là khoảng tầm 16 đến 20 tiếng thôi, chứ không phải bật 24/24. Và cái đèn ở đây là ưu tiên đèn trắng nha mọi người. Còn trừ những trường hợp là những cái con cá lóc màu á, cá lóc lạnh màu sắc sắc tố nhiều á, thì mình dùng những cái đèn chuyên dụng, đó là đèn Mayin hoặc là WGRB, thì để mà nó bút màu con cá lên đẹp hơn. Còn cá lóc vảy rồng khi không có màu có đèn á, thì con cá nó mình nó sẽ bị đen. Nó bị đen cái phần lưng con cá. Còn khi mọi người á bật đèn lên lát nữa thì con cá nó sẽ bắt đầu nó hồi màu lại. Nếu mà mọi người nuôi không đèn trong một cái thời gian dài, con cá nó sẽ bị tối màu. Đó. Và nhất là ở những cái size nhỏ mà nuôi lên á, trong cái thời gian từ size nhỏ tới size 30 mà mọi người không có đèn á, thì con cá nó bắt đầu nó đen thui luôn. Và có một điều mà Nam khuyến khích mọi người là không khuyến khích mọi người là nuôi cộng đồng nha. Đối với cá lóc, tại vì có nhiều, rất là nhiều bạn hay hỏi Nam á là em nuôi với cá củ sừng được không, em nuôi với cái hồ cá này cá kia. Tại vì cái đó là sở thích của các bạn thôi. Còn bản chất cá nhân của Nam thì trên cương vị Nam phải đề xuất mọi người là khuyên mọi người những cái nên hay không nên, là để mà nuôi một con cá lóc phát triển tốt nhất và đẹp nhất thì mình nuôi solo. Đó là cái tiêu chuẩn của con cá lóc này. Và tại vì khi mọi người nuôi một con cá lóc chung với một cái hồ, những cái dòng cá khác, thì con cá nó đen, nó màu nó sẽ không phát triển tốt. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ chế độ ăn nó sẽ là vô tội vạ. Tại vì khi mà mọi người cho cộng đồng á, thì con này nó ăn có bao nhiêu thì nó ăn hết. Còn con cá lóc rất là nhanh. Những con cá khác nó không giành được, thì nó ăn nhiều thì nó sẽ nuôi cái body của nó. Và con cá nó sẽ bị đen và nó to ra rất là xấu. Tại vì nó đã rất là nhiều cái ví dụ điển hình trên cộng đồng rồi. Hàng trăm người nuôi cộng đồng, thì những cái con cá đó mọi người có thể thấy được là nó đẹp hay không đẹp. Cái cuối cùng nữa là, và cái khá là quan trọng nha, cái cuối cùng này khá là quan trọng là dành cho những người mới chơi, là mọi người khi cá mới về mọi người phải bắt buộc phải đậy lại. Mà đậy ở đây là mình phải đậy kỹ, tại vì có những bạn là đậy nhưng mà nghĩ là nó không nhảy ra được. Có những cái lỗ nó nhỏ hoặc là có những cái kẽ hở nó nhỏ, mình là mình cứ ý là nó không nhảy ra được đâu. Nhưng con cá lóc nó rất là phi thường, cái đó là mình năm phải thừa nhận, nó phi thường hơn mình nghĩ rất là nhiều. Chẳng hạn như mình đè một cái lá nặng nặng rồi, nhưng mà qua ngày mai nó vẫn tung lên, nó phi lên được. Hay những cái lỗ nhỏ, cực kỳ nhỏ, vừa con cá thôi, mà nó phi 10 lần thì lần thứ 11 nó không phải lọt thôi. Đó. Nên thì khi nó nhảy ra ngoài thì có những trường hợp mình không phát hiện kịp thời á, thì những trường hợp đáng tiếc thì mình vừa mất tiền, mình vừa mất cá, nó rất là nhiều cái rủi ro cho mình. Nên những ngày đầu là mình ưu tiên phải đặt kỹ hết mức có thể. Nam nhấn mạnh là hết mức có thể nha, chứ không có phải là ý là còn kẻ hở nhỏ là cứ nghĩ không sao, mình cứ an toàn đi. Có nghĩa là theo em nói như vậy là nó nhảy có chủ đích, có đúng cái rồi. Mục tiêu đàng hoàng đúng không? Chứ không phải là nó thẹn dạng nó búng lên rồi đúng gớt rồi. Cái đầu gớt đúng không? Không anh, nó chỉ có một cái lỗ nhỏ thôi, mà qua ngày mai là anh nhảy, nó nhảy ra lọt cái lỗ luôn. Thì sáng anh em mình ngồi nói chuyện mà nó nhảy liên tục luôn á. Là nó công nhận nó hay thiệt, nó nhảy mình thấy nó nhảy ra rất là nhiều lần luôn các bạn. Mà đây là một cái hồ đang dưỡng gọi là cá bệnh này, bệnh viện á. Thì các bạn thấy là tại sao có cái chồng ghế đè lên đây là để chống nó nhảy. Đó, ở dưới này có che cái, đó, có che cái lỗ mà nãy á, nó chỉ có xíu xíu vậy thôi mà nó nhảy ra được á. Này khu bệnh viện, bên này là bệnh viện dưỡng cá. Cho nên là phải dằn cái này lại. Thì các bạn thấy là tất cả các hồ ở đây là đều có che hết. Đều có che hết ha.
đó. Có những con mình nuôi lâu mình biết cái tính nó, có những con mình nuôi lâu mình biết cái tính nó đầm tính với lại nó quen rồi, còn khi cá mới về á là nó sẽ hay nhảy nhất là giai đoạn tại vì về môi trường nước mới nè, nó còn đang hoảng sợ nữa, là nó sẽ kiếm đường thoát thôi. Đơn giản là anh không cảm thấy là anh này là phải cái nhà của mình, anh đang kiếm đường anh vượt thác. Đó, giống như bản tính con người mình cũng phải kiếm đường mình trốn tại mình đang sợ mà, còn khi mà nó ăn uống quen rồi á thì nó đỡ nhảy hơn. Nhưng mình vẫn phải đầy, tại vì sao? Nó sẽ có những trường hợp là con gì nó bay qua bay lại á, thì cái bản tính có nó tò mò, nó cứ bay nhảy lên đớp thì nó lại ra ngoài đó. Là mình phòng trường hợp đó thôi. Chứ còn mới về thì nó sẽ kiếm đường nó nhảy, còn sau này khi mình nuôi quen rồi nó sẽ ít nhảy lại, nó không có nhảy nữa. Nhưng mà mình phải cẩn thận tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ok, còn đây là những cái lũa mà dạng như là lũa ống này làm những cái hang đúng không? Dạ, cái lũa này để em ghép cặp á, khi cá ghép cặp thì em sẽ đặt vào để bắt đầu em ghép cặp. Nó có rất là nhiều dạng lũa, tùy theo size lớn hay size nhỏ. Cá lớn thì mình đặt lũa lớn, cá nhỏ mình đặt lũa nhỏ đó. À, các bạn nhớ trong những cái clip mà mình nói về lũa cho Igu thì mình sẽ không có ưu tiên chọn những cái lũa mà nó có những cái lỗ như thế này hoặc là những cái hang như thế này. Tại vì đối với con Igu mà nó nhét á, thì nó sẽ trốn ở trong đây luôn đó. Mình rất là khó bắt, khó nhìn nó nằm hoài luôn nha. Đặc tím của Igu là nó nằm hoài luôn á. Các bạn cho nó nằm cả ngày luôn á, hoặc là nó chui qua những cái lỗ này, nó máng vô những cái đuôi vô đây nó đứt. Nhưng mà đối với lại cá lóc thì anh em lựa chọn những cái này thì ngoài cái gọi là cái thẩm mỹ á, nó nằm trong hồ á, thì nó còn là những cái hang rất là tự nhiên để cá lóc nó chui vô trong đó. Đó thì trong một cái ngày thì thời gian biểu một ngày thì có những lúc con cá lóc nó, hoặc là trong năm thời điểm sinh sản hay gì đó, con cá lóc nó cần những cái nơi nó ẩn náu đúng không em? Nó mới gọi là nó thoải mái, nó không bị stress đúng không? Này, cái lũa đây là chuẩn bị cho cái việc ghép cặp. Đúng rồi, cho cặp dưới này anh. Và trong cái hồ mà em nói là mô tả cho gần đến tự nhiên nhất là mình sử dụng những cái rêu, những cái bèo ha. Ưu tiên những cái nhánh rễ rồi cây rong bèo á, càng nhiều càng tốt, tại vì càng nhiều thì con cá nó cảm thấy nó an toàn. An toàn. Tại vì á, như những cái hồ ở đây ưu tiên mấy cái nhánh nhỏ nhỏ của em làm giống cái dạng rễ. Tại vì nó sẽ giống như cái tự nhiên nhất. Đó, rong bèo nó rất là nhiều nữa. Và nó sẽ tùy theo cái dạng mà size cá để mình chọn một cái hồ kích thước cho phù hợp. Và ưu tiên ghép cặp thì anh sẽ chọn những cái hồ lớn để mà con cá nó có cái diện tích, để lúc nó chưa chịu nhau thì nó sẽ dí nhau đuổi cắn. Thì nó cần những cái diện tích lớn để nó chạy và nó nấp nữa, chỗ nấp đó, nên sẽ ưu tiên những cái hồ lớn đó. Con cá lóc mình tới size bao nhiêu là bắt đầu sinh sản ta? Nó sẽ tùy dòng anh, như chẳng hạn đối với vây xanh này đi, dòng vây xanh Việt Nam nội địa thì nó sẽ rơi khoảng tầm 17 là bắt đầu đã sinh sản đầu tiên rồi. Còn có những cái dòng ngoại nhập như underground là cầu vòng vây xanh hay là cầu vòng cuốn sắt thì nó tầm 13, 14 xăng là đã sinh sản như dưới này, sao sinh sản rồi. Là những cái xăng là trưởng thành là già rồi anh. Còn đối với cá lóc vảy rồng thì nó hầu đã trên 40, trên size 40. Rồi mát size của con này là cỡ bao nhiêu? Dạ, cá lóc vảy rồng thì nó ở ngoài tự nhiên thì nó mát size có thể lên tới 90 xăng. Wow, 90 bự dữ à. Nhưng ở với cái môi trường nuôi nhốt của mình hiện tại thì không bao giờ nó lên được 90 xăng, nó chỉ rơi ở không 70 xăng là mắc binh lắm rồi. Đó là khi mà mình nuôi nhốt từ nhỏ tới lớn. Tại vì ngoài tự nhiên thì nó sẽ có môi trường lý tưởng hơn, nguồn thức ăn đồ rồi không gian đồ này nọ, những cá nó mới bung lên hết được. Còn tất cả những cái dòng cá lóc khi mà mình nuôi nhốt từ nhỏ thì cái kích thước cho dù nó mát size ngoài tự nhiên chẳng hạn như là 30 hay 40 xăng, nhưng khi mà mình nuôi thì nó sẽ không có tới, không đạt tới mát size. Có nhiều bạn hay hỏi anh là con này mát size bao nhiêu, thì anh cũng thường nói là con này mát size 35 nhưng nó chỉ lên tới đâu đó còn tầm 30 xăng là mát lắm rồi. Để mình chọn cái hồ nó phù hợp. Có nhiều bạn là cứ nghĩ trong đầu là mình sẽ nuôi con cá này lên tới mát size là tới đó đó, nhưng thực sự là nó chỉ lên tới đầu 80% thôi. Nếu mà bây giờ một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi, mà nó cũng là trong cái ngành nghề và cái đam mê của mình luôn á. Ví dụ như dùng 5 lý do để mà mô tả cái sự ấn tượng của con cá lóc đến những em newbie á, thì em có 5 cái mô tả nào để thuyết phục người ta đây là một cái dòng bait mà đáng chơi, hay ho gì này nọ. Thì qua quá trình trải nghiệm của em, đại loại là cái ấn tượng ban đầu của em khi nhìn vô con cá lóc này đi, là nó thu hút em bởi điểm gì? Nói về 5 cái ấn tượng về cá lóc để mà khiến người chơi chọn cá lóc cảnh. Thứ nhất đó, nó là dễ chơi, dễ chăm sóc, dễ chơi. Cái thứ hai á là đẹp, vẻ đẹp của nó là hai. Và cái thứ ba á là giá thành vừa phải, dễ tiếp cận, nó không quá mắc. Và cái thứ tư á đó là về cái tính tương tác của con cá lóc. Thứ tư là tính tương tác của con cá lóc, nó giống như là một con chó, một người bạn của mình á. Nổi trội hơn hoàn toàn so với các cái dòng cá khác. Đó. Còn về điểm thứ năm
đó là về kích thước. Kích thước của nó là vừa phải. Ừ. Đối với những các bạn thích nuôi cá là hầu đa size nào cũng có cho bạn. Từ mini, kích thước max size 5 xăng, 10 xăng cho tới vài chục xăng thì ừ. kích thước nào cũng có. Ừ. Không có cái rào cản cho các bạn là sợ hồ lớn hay là hồ nhỏ. Đó. Ừ. Dù hồ cubic hay là hồ cái keo beta các bạn vẫn nuôi một cái con mini được. Ừ. Đó là cái rào cản, đó là những cái lý do mà các bạn có thể nuôi được cá rào cản. Ừ. Wow, ok. Thì theo anh đối với những người newbie, các bạn newbie thì có một cái nỗi sợ như thế này. Tại vì nhìn thì rất là mê rồi. Đã nói là mình muốn, dù như mình đi mình thấy nó rất là đẹp, mình muốn chơi rồi. Dạ. Nhưng mà cái điều lo lắng đầu tiên là không biết có tốn nhiều chi phí hay không. Cái thứ hai có dễ chết hay không. Tại vì mình nuôi mình sợ chết lắm, tội nghiệp nó. Đó, mình thứ nhất là bỏ tiền ra là cũng thấy sót đúng không? Dạ đúng rồi. Mặc dù biết là cái tiền này nó cũng phục vụ cho mình đó, để mình có một cái thú vui này nọ. Nhưng mà bỏ tiền ra cũng sót. Mà về chăm sóc á, như anh mà cầu kỳ quá là anh cảm thấy nó hơi sợ sợ. Có những cái nó quá cầu kỳ là anh sẽ không có ưu tiên lựa chọn. Thì con cá lóc này thì nó dễ hơn và nó có dễ hao hụt không ta? Ví dụ anh em nuôi mà nuôi thì nó dễ hao không anh? Số lượng chẳng hạn như giờ anh nuôi 10 con thì nếu mà môi trường mọi cái nó không có bị biến cố gì nhiều á thì nó cứ giữ nguyên này. Ừ. Nó tỷ lệ tức là chắc có thể là nó sẽ là rơi rớt nhưng mà nó rất là thấp. Ừ. Đối với chẳng hạn như anh dành thời gian đi, trước khi anh chơi đi mà anh dành thời gian tầm 1 tháng đi, anh tìm hiểu bắt đầu những cái kiến thức cơ bản để mình tránh mắc phải những cái sai lầm thôi. Ừ. Hay là xem một cái series của Nam thôi, đơn giản là mọi người đã rút là rất là nhiều cái rủi ro cho mình rồi. Đó thì mọi người nuôi một con cá, đối với những cái chỉ cần làm theo những cái đúng và đủ những gì Nam chia sẻ thôi thì mọi người trong cái hành trình nuôi cá của mọi người rất là dễ dàng. Mà thật ra là cái những cái điều mà đúng và đủ thì nó rất là ít luôn. Yeah. Anh này nãy em có chia sẻ, thứ nhất á là về mặt yêu cầu của nước nó rất là đơn giản đúng không? Cái độ pH nó nằm trong cái tầm trung bình. Dạ, đúng rồi. Không có phải rất là khó khăn đâu này nọ. Cái thứ hai là bản chất con cá lóc là một cái con cá rất là khỏe. Đúng rồi. Cái thứ ba nữa là cái chi phí để mà các bạn build một cái hồ á cho con cá lóc á thì hầu như là nó rất là rẻ. Nó chỉ có một cái hai cái yếu tố chính thôi. Đèn thôi. Là đèn và lọc. Để mà thậm chí là không có lọc vẫn được, cũng không sao luôn. Bây giờ bên kia em không có lọc. Ồ, đó các bạn, coi như là cái đèn là cái quan trọng nhất. Mà cái đèn này là cái đèn chánh bình thường nha, chứ không phải là những cái đèn gọi là giống như các bạn, nếu mà các bạn nào theo dõi clip của mình á, mình đi từ con cá rồng thì nó cần những cái đèn nó cao cao hơn này chút xíu, hoặc là các bạn coi những clip thủy sinh các bạn thấy những cái đèn nó cao hơn chút xíu nữa, vài triệu một cái, thì trong đèn nó có những cái tia chức năng đồ này nọ thứ, hoặc là cao chút xíu nữa bạn coi những cái đèn về biển á, là nó rất là thông minh luôn, nó mô phỏng được bình minh hoàng hôn rồi cái biên độ ánh sáng đồ cái này nọ các thứ trong đó nó cao cấp hơn. Nhưng mà riêng với cá lóc thì các bạn đơn giản là bạn sử dụng một cái đèn trắng thôi là ok rồi. 30 ngàn thôi. 30 ngàn đúng, vẫn 30 ngàn là lắm rồi đó, cho nên là rất là đơn giản luôn. Không có cái gì cầu kỳ cả, chi phí bỏ ra để tham gia bước chân vô cuộc chơi nó rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là thú vị luôn. Em vậy thì nếu mà nói về năm cái kia rồi thì bây giờ em có thể cho anh em newbie biết là năm cái sai lầm mà dễ bị dính vô nhất làm ảnh hưởng tới con cá là cái gì không? Năm cái sai lầm của người chơi. Nếu mà năm tới cái sai lầm mà mọi người hay vướng phải một cái ở đây đó là lập hồ quá nhiều, tức là mọi người di dời con cá con cá từ hồ này nhưng mà mọi người cứ sửa soạn á, hay sửa soạn cho nó là dời nó qua hồ khác, dời liên tục và thay đổi cái cấu hồ. Ừ. Đó là một cái điều hạn chế mà ảnh hưởng tới con cá của mình, nó có thể là nó stress hay là nó không phát triển tốt nhất. Ừ. Nó bị hoãn, đó là cái lý do đầu tiên đó. Và cái lý do thứ hai là mọi người cho ăn quá nhiều. Đối với những người mới thì cứ thấy cá ăn là thích. Đúng rồi, đại đa số luôn. Hầu đa trên 90% mà những người mới nuôi cá là cứ cá nó chịu ăn. Tại vì bình thường nó về nó không chịu ăn. Nên mọi người khi mà nó chịu ăn rồi á là mọi người mừng là cứ cho nó ăn. Và cứ đi ngang đi qua đi lại là cứ lại cho nó một con sâu. Ừ. Đó, cho nó ăn là nó bị béo phì. Đồng ý nó lớn rất là nhanh nhưng con cá nó sẽ bị béo phì và nó không phát triển tối ưu được đúng cái bản chất vẻ đẹp của nó. Là cái thứ hai. Và cái thứ ba là về chế độ dinh dưỡng. Về chế độ dinh dưỡng ở đây á, là mọi người thường cho tập trung quá nhiều vào một món. Một món ở đây là mọi người hầu đa phổ thông nhất là sâu và dế, là nó sẽ tiện lợi, mọi người hay có thể là dễ dàng mua được nên là nó dễ dàng. Nhưng về chế độ dinh dưỡng để mà phù hợp cho cá lóc mà nó phát triển toàn diện về màu sắc, về vảy đó,
thì nó sẽ cần những đa dạng chuỗi thức ăn dinh dưỡng, chẳng hạn như sâu, dế, tôm, tép, cá mồi, dung. Nhưng mà ba thực phẩm chính mà Nam khuyến khích ở đây đó là tép và dung và cá mồi, ba thực phẩm chính, còn sâu mình cho ăn kèm thôi. Đó là để mà phát triển con cá. Thì sâu nó cũng khó tiêu, dạ, nóng khó tiêu, sinh bột nóng cho. Đó, thì mọi người thường cho ăn sâu quá nhiều, đó là vấn đề về thức ăn. Rồi, vấn đề về thứ tư. Về thứ tư là về cái cho Nam 5 giây Nam nhớ là hình dung. Ok, để Nam soạn ý tứ. Thì anh em mà nuôi cá có một cái nỗi sợ mà nếu mà là mình đó là gọi là ví dụ như cái dòng cá, ví dụ cá coi, cá đồ này nọ là sợ cúp điện lắm các bạn. Sợ cúp điện lắm. Nhưng mà đối với lại cá lóc này á, có cúp điện, không có lọc, không có sưởi, không có đèn trong một ngày hai ngày cũng không thành vấn đề ha. Cho nên là cái điều đó rất là an tâm. Mà cái chuyện cúp điện ở Việt Nam mình thì nó cũng không phải là hiếm, nó diễn ra rất là thường xuyên. Đó. Sao em đã kéo vô thì nó chỉ có vài yếu tố thôi. Cho ăn là do con người. Đúng rồi. Về thiết bị là do hồi nãy mình nói là về cái gì quên mất tiêu rồi. Đèn hả? Đèn. Hoặc là quên cái nắp lưới. Cái sai lầm mà anh nhắc em cái ý thứ ba đi, cái nắp lưới các bạn. Các bạn thấy ở đây chuồng nào cũng có cái nắp lưới hết. Đúng rồi. Ha, tại vì một phần là con cá này nó rất là mạnh, nó rất là lanh. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta mở đèn á, nhiều khi có những con bồ hóng, con này nọ nó bơi qua đây. Thì với cái bản tính săn mồi của con cá, đây nè, trên này đẹp nè. Với cái bản tính săn mồi của con cá nó, nhiều khi nó phóng lên nó đớp. Thì nó chọn điểm rơi không chính xác là nó rớt xuống đất luôn. Đúng rồi đó. Và chúng ta không có phát hiện kịp á, thì nó nằm ở ngoài đây nhiều lâu quá là nó sẽ chết. Nó không thở được, nó ngợp, nó chết. Thì đó là cái yếu tố thứ ba. Với lại cái yếu tố về vật liệu lọc. Dạ. Nãy em nói là cái gì xanh lọc xanh lọc thì như Nam không khuyến khích mọi người là dùng sứ thanh. Dùng sứ thanh thì tại vì sứ thanh nó sẽ tăng cao những cái pH trong nước của mình, thì không khuyến khích xài những cái vật liệu mà tăng pH. Như cái hồ săn mồi, tại vì mình nuôi cá lóc ở đây nó phù hợp ở ngưỡng 5.0-7.0, là đó là cái pH lý tưởng là để nó phát triển tốt nhất, tối ưu nhất. Còn khi mà pH ta tăng cao thì đồng ý nó có thể là vẫn sống được nhưng nó không có phát triển tối ưu. Và khả năng rủi ro nó cao hơn so với cái việc mà mọi người dùng cái vật liệu lọc mà như Nam đề xuất, đó là nhâm thạch ưu tiên. Hầu đa những cái cửa hàng mà lắp mọi người để ý á, hầu đa dùng nhâm thạch rất là nhiều. Và tại vì nó đã được kiểm chứng rồi và nó không phải thử sai nữa. Nó phù hợp với cái dòng cá này. Và nó rất là rẻ nữa, nhâm thạch nó vài ngàn một ký thôi. Đó, thì mình dùng nó rất là dễ chứ không như săn mồi bên cá rồng thì nó phải sứ đồ magic đồ những cái vật liệu lọc cao cấp khác. Đó. Này thì đơn giản thôi, còn không có lọc thì cũng không sao cả, không vấn đề hết. Rồi cái thứ năm là chắc là không nuôi cộng đồng quá. Không nuôi đúng cộng rồi. Đồng. Một cái cuối cùng đó là cái thứ năm á, mà cái là khá là quan trọng và phổ thông luôn đối với mọi người là hay muốn nuôi lóc chung với các cái dòng cá khác. Trong đó có như... anh mà nuôi là anh thích nuôi cộng đồng đủ thứ loại vô. Nhưng mà nhiều khi nó chọi. Dạ. Chọi nhau. Chẳng hạn như là nhà mọi người đang có một cái hồ mới muốn thả lóc chung á, thì đồng ý là mọi người nuôi được nha. Tức là mọi người nuôi con cá nó vẫn sống được, nó vẫn sống trong cái môi trường cộng đồng được. Nhưng con cá nó sẽ không đẹp và nó không phát triển tốt nhất, tại vì con cá nó sẽ bị lờn là nó lờn về tính tương tác này, và nó bị màu, nó sẽ đen, con cá nó sậm đen lại. Đối với những con vảy rồng này đi thì nó sẽ sậm đen cái màu lại, nó không sáng màu xanh, màu vàng hay là màu đỏ lên nữa, mà con cá nó sẽ đen thôi. Và nó body con cá rất là to, tại vì chế độ ăn nó không có đúng quy trình của nó, dinh dưỡng nó quá nhiều đó. Thì hầu đa là mọi người sẽ bị vướng ở một cái là nuôi cộng đồng, là nên nuôi cộng đồng được hay không, này cái đó là quan điểm thôi. Còn nếu mọi người có muốn nuôi thì mọi người có thể là nuôi, nhưng mà cương vị Nam thì không khuyến khích mọi người nuôi cộng đồng để mà nó đạt được những cái tiêu chí cơ của con cá lóc, là tính tương tác về màu sắc đó, của con cá lóc thì nuôi solo. Dạ. Em có cái trên cái đoạn đường đi đến cái đam mê của mình á, thì có cái kỷ niệm buồn nào mà nó đến với em? Chắc chắn là nó phải có rồi. Dạ có anh. Thứ nhất là nếu mà nói buồn nhất là em buồn về một bé cá là Red vảy rồng. Rồi đứng ở đây cho anh vô khung hình chứ coi. Dạ là buồn nhất là có với cái Katigan, Red Katigan là vảy rồng. Thì đợt đó là em nuôi con cá đầu tay, cá vảy rồng mà nó khá là đẹp. Tới khi mà em bung ra em kinh doanh rồi em vẫn còn giữ nó, mặc dù em bán rất là nhiều con cá rồi. Nhưng mà em vẫn còn giữ nó, là khách trả rất là nhiều tiền mà mình không có bán. Và tới đột nhiên thì cái hồ đó của mình đã nuôi nó tầm gần cái năm nay, cũng đè chừng đó cái dụng cụ nó nặng, mà nó cũng nuôi cả năm nay nó không nhảy.
đùng một cái cũng ba ngày mai nó nhảy nó chết con đó. Thì cái đó là một cái kỷ niệm nó rất là buồn với mình, tại vì nó rất là đẹp và nó rất là tương tác, nó rất là tốt mà mình quấn chủ. Cái quan trọng ở đây là cái sợi dây tình cảm của mình với con cá. Tại vì khi mà anh nuôi cá, anh nuôi một con gì vậy, cái vấn đề tiền nó không phải là cái vấn đề ưu tiên hàng đầu anh, mà khi mà anh gắn bó với nó đủ lâu và anh thực sự thích nó, hai bên nó có một cái kết nối, có sợi dây tình cảm kết nối thì cái vấn đề tiền nó phải quan trọng đó. Mà cái đây là mình buồn vì mình mất nó đó. Đó là cái con cái kỷ niệm cái đó mình cũng trải qua nhiều lắm các bạn. Thì mình lúc đầu là buồn lắm, anh cũng vậy. Có những con mình tâm huyết thì tự nhiên ấy nó gãy ngang à. Mọi thứ nó đang rất là bình thường vậy, tự nhiên ấy nó bị cái này cái kia nó gãy ngang. Thì lúc đầu mình cũng sốc lắm, buồn, nhiều khi nản luôn. Nhưng mà bị một lần thì nó chưa quen, mà bị nhiều lần bắt đầu nó quen. Bắt đầu mình mới điều tiết cảm xúc mình được. Mình hiểu đây là giống như cái duyên nha, cuộc đời. Nó đến nó mang cho mình một cái sự hưng phấn, một cái sự phấn khởi, một cái ngọn lửa để mà mình dấn thân sâu vô. Nó giống như mình hiểu là nó làm xong nhiệm vụ của nó thì nó đi vậy đó. Nó hết cái duyên rồi, nó xong cái nhiệm vụ của nó, ok là nó đi. Giống như là bên em nó hơi nó có, không biết là mấy shop khác hay là mấy anh em khác nó có bị hay không, nhưng mà bên em hay vướng một cái là nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đó là những con cá đẹp á, những con cá mà mình chơi á, mà khi mà khách tới người ta trả trả giá, người ta trả giá, người ta chia lại cho anh đi, hay là đưa anh con này chơi đi Nam ơi, hay là trả giá mà các bạn mình không có bán lại, các bạn không quan trọng về tiền những cái con đó, tại vì những cái tâm huyết của mình để mình chơi nữa, là mình không có bán, thì không có bán thì chuyện gì đến thì nó cũng đến, là những cái trường hợp mà trả giá hiểu không bán thì hiểu. Nó rất là anh hiểu đó. Nên á, em có một cái bảng, em làm một cái bảng là khi mà vào trong cửa hàng của em á thì giá em niêm yết hết rồi, đâm ra là em sẽ niêm yết giá và em chỉ tặng kèm cho khách, em hỗ trợ cái này hỗ trợ cái kia, chứ còn giảm giá thì em không có giảm giá, là trả giá, khách trả giá thì miệng trả giá. Đó là cái quan điểm của bên em kinh doanh. Thật ra cái chuyện này á là ai mà chơi bét mà có tâm huyết á thì cũng đều sẽ bị hết các bạn. Có nghĩa là cái chuyện này rất là dễ hiểu luôn. Những cái con cá mà nó gắn kết với mình, nó kết nối được mình, nó tương tác được với mình, nó đẹp được với mình yêu thích nó, thì tất nhiên cái người khách á, người ta cũng sẽ yêu thích nó thôi à, chắc chắn. Trừ khi là mình giấu cái chỗ nào mình chơi riêng. Còn nếu mà mình đã trưng bày showroom thì cái con cá mà mình càng mến tai, mến chân, tức là mình sẽ chú ý chăm sóc nó nhiều hơn, mình sẽ tương tác nó nhiều hơn, thì đồng ý là cái thần thái và cái tính cách của nó ngày càng ok hơn. Đó, thì khi mà khách nó tới, khách người ta tới, người ta sẽ nhìn nó là người ta sẽ muốn sở hữu. Đúng rồi. Nhưng mà khi người ta đặt vấn đề thì mình là cái người không muốn bán. Và thường thường những cái chủ shop hoặc là những người giữ những con bé đẹp bị cự nữ, cái chỗ đó cự nữ là cự nữ vui thôi, năn nỉ chồng tiền đồ này nọ các thứ, nhưng mà không bán là không bán, tại vì mình quý nó quá à, và mình mê nó, chứ mình thật sự mà nói là mê nó chứ không có mê tiền. Mặc dù tiền rất là cần thiết nha, rất là cần thiết, tiền giống như là xăng đổ xe để chạy vậy. Đúng đó à, không có là không chạy được, không có là bị đứng hình, không có là sụp đổ. Nhưng mà bằng mọi giá để lấy tiền thì không phải là ai cũng có cái nhu cầu đó. Có những cái người ta muốn giữ cái sợi dây kết nối, nhưng mà nó nghiệt cái vậy nè, nó nghiệt cái là mình không bán thì tự nhiên một ngày đó nó đùng nó chết, nó tức. Thì lúc đó nhiều khi mình cũng nói biết vậy bán bậy cho rồi đi. Rồi, rất là nhiều anh em chất chung trường hợp như em. Anh cũng y chang vậy luôn. Thì đó là những cái mình gọi là giống như là ảo ma Canada. Nói chung là chuyện gì đến chuyện gì đến em coi ý trời. Ý trời, coi như là cảm giác là nó làm xong nhiệm vụ của nó là nó đi thì mình rất là nhiều luôn, rất là nhiều trường hợp vậy. Mà ác cái là người ta hỏi mua đưa tiền quăng tới năn nỉ không bán thì tự nhiên lăn ra đi bụi, thế mới đau lòng chứ. Lá anh em mình qua kia ok. Còn cái điều gì làm cho em thăng hoa nhất trong cái cuộc chơi này? Một cái kỷ niệm nào đó mà giúp cho em ra quyết định nhanh hơn. Ok, phải làm vậy đi. Đúng rồi, kỷ niệm thăng hoa nhất. Nếu mà nói tới kỷ niệm mà em ấn tượng đó là khi mà em ở trong kia, lúc em mới bung ra. Cái mô hình của em rất là nhỏ và em làm thuần online. Và có một vị khách, thứ nhất là ở ngoài Bắc bay thẳng vô trong đây luôn. Tức là thấy em trên truyền thông web, thấy xong nó lạ quá, chưa thấy ai làm như này, xong bác bay vô trong đây là anh em uống cà phê nói chuyện. Và người khách đã ủng hộ cho em rất là nhiều. Thậm chí tới thời điểm hiện tại á, thì nó số tiền nó tầm 5-70 triệu cho cái mảng cái lóc cạnh này. Và họ cái mấu chốt á là họ giới thiệu cho em rất là nhiều cái vị khách ở tầm cỡ mà họ cần, anh muốn chơi cái này họ liên hệ cho em, và anh đó anh mang lại cho em rất là nhiều tuyệt vời luôn đó.
Và cái em mới nhận ra và em ý thức được một điều á, là cái mình làm hết sức mình làm bằng cái tâm huyết của mình, thì á những người mà mình trao lại giá trị cho họ thì họ cũng sẽ hỗ trợ, họ mang lại cho mình rất là nhiều cái giá trị to lớn hơn rất là nhiều lần nữa. Và cái cũng mừng một cái mà để mà em quyết định em sắp tới là em mở nâng cấp lên được cái mô hình kinh doanh của mình, thì đó là về cái số lượng khách hàng mà em đã phục vụ và những cái tỷ lệ đơn hàng khách hàng mà họ quay đầu, tức là cái lần tái mua. Tại vì cá lóc thì anh rất là nhiều dòng, anh mua chỉ là một con anh trải nghiệm, nhưng mà những con sau đó nó càng ngày nữa, nếu mà mình làm không tốt á, nếu mình làm không tốt hay cá mình có vấn đề á, thì họ sẽ đi những cái chỗ khác mua. Đúng rồi. Mặc dù chỗ mình nó cao đấy, nhưng mà tại sao họ lại quay lại của mình mua, cái gì họ cũng cứ ới anh nam đó. Thì mình thấy là mình đang làm đúng, mình thấy mình đang làm đúng, thì nó giúp mình thêm một cái động lực để mình ra quyết định nó mạnh mẽ hơn, mình mở rộng nó hơn. Nó giá trị là chỗ đó đó bạn. Đôi khi á, mình đam mê, mình sống với đam mê, nhưng mà thật ra mình khi mà mình chưa có tạo ra được cái giá trị á, mình cảm thấy mông lung luôn các bạn. Mình thấy vô hướng, mình không có đường lối, mình không biết mình có đang làm đúng hay không. Người ta xách cặp đi làm kìa, còn mình suốt ngày vòng vòng mấy cái hồ cá này, mình có tạo ra cái giá trị gì hay không. Mặc dù là mình không có làm gì sai hết, mình đang rất là đam mê, mình cũng lao động, cũng đổ mồ hôi nước mắt ra chứ đâu phải là gì đâu. Thì bản thân anh cũng vậy. Ngày xưa anh mê con ui gu, con bò sát, thì hiểu biết về nó này nọ, nhưng mà thật sự lúc đó anh cũng mong luôn, không biết mình có phải là người vô dụng hôm nay sao cứ vòng vòng mấy con này hoài, có tạo được cái giá trị gì cho cái xã hội này hay không này nọ. Nhưng mà bắt đầu khi mình chia sẻ ra rồi, ví dụ như em là em bán cho cái anh khách đó này nọ, người ta vui các bạn, người ta vui, người ta cảm thấy hưng phấn quá, thì tính từ cái vui đó nó sẽ tạo ra được những cái năng lượng để người ta có thể làm những cái công việc chính của người ta nè, người ta yêu thương hơn gia đình của người ta nè, người ta có nhiều cái đam mê, nhiều cái vui này nọ các thứ. Thì chính cái người khách đó, người ta cho mình thấy rằng mình là một người có giá trị, chứ không phải là mình một cái thằng gọi là vô công rỗi nghề, suốt ngày cứ nuôi ba con này con kia. Thì chính người khách đó tạo cho mình thấy là mình là người có giá trị, thì từ đó mình mới có động lực hơn. Thì lúc đầu mình hiểu biết về bộ ego, bộ xác đồ này nọ, thì mình những cái đó nó nằm trong đầu mình, đôi khi mình cũng quên luôn. Mình cũng không thấy cái đó là cái gì ghê gớm cả, không thấy cái đó là cao cấp hay gì cả. Nhưng mà cái duyên nó đến, tự nhiên cái mọi người nói là chia sẻ đi Nam, chia sẻ đi. Thì mình mới đầu chia sẻ ra, thì mình mới giúp được rất là nhiều bạn chữa cho những cái con bé của họ ở nhà nó thành công, hoặc là thuần hóa được. Cái niềm vui đó lớn mình. Cái niềm vui đó rất là lớn luôn. Xong người ta quay qua, người ta cảm ơn mình. Thì lúc đó thật sự mình rất là xúc động luôn, không có tiền bạc gì ở đây á. Một câu cảm ơn thôi. Nhờ anh Nam chỉ mà giờ nó vậy, chỉ là một câu vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hưng phấn luôn. Mình thấy ôi, tính ra mình cũng có giá trị chứ, mình cũng này nọ. Thì đó chính là những cái động lực mà để anh em tụi mình có thể đi tiếp ha. Bây giờ mình đi qua bên kia đi, mình coi cái hồ đi. Thì đó là những cái kỷ niệm vui buồn của những anh em làm nghề, trong nghề. Nó đơn giản là vậy thôi các bạn. Ok. Rồi thì đây là cái khu vực chơi của Trắng Nam ha, có giới thiệu với các bạn. Thì ở bên đây còn cái shop nữa, bên đó em chuyên là dưỡng bán, chuyên là bán để tách form từng con. Rồi ok, thôi để dành cho clip sau đi. Rất là vui luôn, rất là vui để mà anh em có thể chia sẻ những cái lời rất là thật lòng, những cái kỷ niệm vui buồn, những cái trong gai, cũng như là những cái phần thưởng trên cái con đường đi đến đam mê của mình. Ok, hy vọng là các bạn xem clip vui vẻ ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và có nhiều, ngày càng có nhiều cái ngọn lửa hơn để mà đi con đường mình đã chọn. Bye bye. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.